áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của Vietsách, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các con thân mến, cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu các bài học của chủ đề số 14 lớp em. Và ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 4, vần íp và vần úp. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 146 để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau bước vào hoạt động khởi động. Các con hãy quan sát cho cô hình ảnh này. Các bạn nhỏ đang làm gì? À, quan sát các con có thể thấy các bạn nhỏ đang cùng nhau tập văn nghệ. Bạn nhỏ này thì cầm chiếc que để bắt nhịp. Các bạn nhỏ còn lại sẽ làm theo hướng dẫn của bạn nam đứng đầu. Ở đằng xa là một bức tranh với những bông hoa sen và búp sen mơn mởn. Vậy, từ việc quan sát bức tranh này, cô trò chúng mình sẽ có các từ búp sen, bắt nhịp. Vậy, ở đây các con thấy rằng trong tiếng búp có chứa vần úp và trong tiếng nhịp có chứa vần íp. Vần úp và vần íp là hai vần cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay. Cô giới thiệu với các con trên màn hình là hai vần íp và úp. Vần íp gồm con chữ y đứng trước, con chữ p đứng sau. Cô đánh vần y p íp íp y p íp íp. Tiếp theo, vần úp gồm con chữ u đứng trước, con chữ p đứng sau. Cô đánh vần u p úp úp u p úp úp íp úp. Bây giờ, các con hãy cho cô biết điểm giống nhau giữa vần íp và vần úp là gì? À, như các con thấy, điểm giống nhau giữa vần íp và vần úp đó là nó đều có chứa âm p ở cuối. Vần íp gồm âm y đứng trước và vần úp gồm âm u đứng trước. Bây giờ, cô mời các con, chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang hoạt động tiếp theo. Các con nhìn thấy bạn nam này đang làm gì nhỉ? À, đúng rồi, bạn ấy đang bắt nhịp. Cô có từ bắt nhịp. Trong từ bắt nhịp, tiếng nhịp chứa vần íp cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu đấy. Tiếng nhịp gồm âm nhờ đứng trước, vần íp đứng sau, dấu nặng ở dưới âm y. Cô đánh vần nhờ íp nhíp nặng nhịp, nhịp. Nhờ íp nhíp nặng nhịp, nhịp. Bắt nhịp. Tiếp theo, quan sát hình ảnh, con thấy bạn nữ đang giúp bạn nam đeo chiếc cặp sách lên vai. Vậy ở đây chúng ta có cụm từ giúp bạn. Trong từ giúp bạn, tiếng giúp chứa vần úp cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Tiếng giúp gồm âm gì đứng trước, vần úp đứng sau. Dấu sắc trên đầu âm u, cô đánh vần di úp giúp sắc giúp giúp. Di úp giúp sắc giúp 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 bạn. Vừa rồi chúng mình đã cùng nhau luyện đọc các vần và các từ ngữ. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc lại nhé. Íp íp íp. Bờ át bắt sắc bắt. Nhờ íp nhíp nặng nhịp, bắt nhịp. Úp úp úp. Di úp giúp sắc giúp giúp. Bờ an ba nặng bạn bạn. Íp bắt nhịp. Úp giúp bạn. Tiếp theo, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang hoạt động luyện viết. Các con hãy lấy vở tập viết ra và hoàn thành cho cô nhiệm vụ mà vở tập viết đưa ra cho chúng mình. Vần íp gồm con chữ y đứng trước, con chữ p đứng sau. Các con hãy lưu ý cho cô khoảng cách giữa con chữ y và con chữ p nhé. Tương tự như vậy thì vần úp gồm con chữ u đứng trước và con chữ p đứng sau. Các con cũng lưu ý cho cô khoảng cách giữa hai âm này. Bây giờ chúng ta hãy lấy cho cô vở tập viết và thực hiện nhiệm vụ mà cô vừa đưa ra. Sau khi các con hoàn thành xong, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những tri thức mới. Ở đây, chúng ta cùng nhau đến với hoạt động mở rộng. Đây là một chiếc cúp màu vàng. Đây là hình ảnh một chú chim bìm bịp. Đây là một chú heo đất, trông chúng ta thật múp míp đúng không nào? Và ở đây là một búp sen. Từ việc quan sát các bức tranh này, cô trò chúng mình sẽ có các từ cúp vàng, bìm bịp, múp míp, búp sen. Bây giờ các con hãy chỉ ra cho cô các tiếng có chứa vần úp và các tiếng có chứa vần íp nào.
tiếng có chứa vần úp sẽ là tiếng cúp, tiếng múp và tiếng búp. Còn tiếng có chứa vần íp là tiếng bịp, tiếng níp. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc các từ này. Cờ úp cúp sắc cúp, cúp. Vờ ang vang huyền vàng, vàng. Cúp vàng. Bờ im bim huyền bìm, bìm. Bờ íp bíp nặng bịp, bịp. Bìm bịp. Mờ úp múp sắc múp, múp. Mờ íp níp sắc níp, níp. Múp míp. Bờ úp búp sắc búp, búp. Sờ en sen, sen. Cúp sen. Cúp vàng. Bìm bịp. Múp míp. Và búp sen. Bây giờ các con hãy đặt câu với bốn từ này nhé. Cô mời các con tham khảo các câu mà cô đã đặt. Trong hội thi văn nghệ, lớp em đã đoạt cúp vàng. Câu số 2, chú bìm bịp đang ẩn náu trong bụi cây. Câu số 3, chú heo đất trông thật múp bíp. Câu cuối cùng, những búp sen thật đẹp và tươi. Vậy là ở đây cô đã sử dụng các từ cúp vàng, bìm bịp, múp míp và búp sen. Tương tự như vậy, các con hãy sử dụng bốn từ này để tạo ra các câu văn khác nhé. Bây giờ, các con có một nhiệm vụ tiếp theo, đó là hãy liệt kê các từ ngữ có tiếng chứa vần úp và vần íp mà các con biết. Ở đây, các con có thể tham khảo một số từ mà cô đưa ra như sau. Với vần íp, cô sẽ có các từ mắt híp, bìm bịp và cái nhíp. Ở đây các con thấy tiếng nhíp, tiếng bịp và tiếng híp, tiếng bịp và tiếng nhíp là các tiếng có chứa vần íp. Ví dụ, cô sử dụng từ mắt híp để đặt câu. Cô có câu văn như sau. Em có đôi mắt híp. Với vần úp, cô sẽ có các từ túp lều, cái cúp và món súp. Ở đây, tiếng túp này, tiếng cúp và tiếng súp là các tiếng của chữ vân úp. Cô sử dụng từ món súp để đặt câu. Cô có câu văn sau. Em rất thích món súp của mẹ nấu. Vậy, tương tự, các con lại suy nghĩ để tìm ra các từ ngữ có chứa vần íp và vần úp mà chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu nhé. Sau đó, các con có thể sử dụng những từ ngữ đó để tạo thành các câu văn. Bây giờ, chúng ta chuyển sang hoạt động tiếp theo, hoạt động luyện đọc. Cô và các con sẽ cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu nội dung của bài đọc có tên gọi Chú heo đất của lớp. Lớp em có một chú heo đất béo múp míp. Mới về lớp 3 tháng, chú đã nặng trịch. Cô giáo giúp lớp đập heo, góp cho phong trào, trao góc học tập, giúp bạn học tốt. Rồi cô bắt nhịp cho cả lớp hát bài, con heo đất vui nhộn. Bây giờ, các con hãy trả lời cho cô câu hỏi. Bài đọc này có tất cả là mấy câu? Bây giờ chúng ta cùng đếm nhé. Lớp em có một chú heo đất béo múp míp. Đây là câu số 1. Mới về lớp 3 tháng, chú heo đã nặng trịch. Đây là câu số 2. Cô giáo giúp lớp đập heo, góp cho phong trào, trao góc học tập, giúp bạn học tốt. Đây là câu số 3. Rồi cô bắt nhịp cho cả lớp hát bài, con heo đất vui nhộn. Đây là câu số 4. Bây giờ cô có một nhiệm vụ. Các con hãy lấy bút chì, thước kẻ, tìm vào gạch chân cho cô các tiếng có chứa vần úp và vần íp ở trong bài đặt chú heo đất của lớp. Bây giờ các con cùng cô tìm nhé. Ở câu 1, chúng ta sẽ có tiếng múp và tiếng níp. Ở câu 2, chúng ta không có. Câu 3, chúng ta sẽ có tiếng rúp. Ở đây, tiếng rúp xuất hiện 2 lần. Câu 4, chúng ta có tiếng nhịp. Đây là các tiếng có chứa vần úp và vần íp. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc. Mờ úp múp sắc múp, múp. Mờ íp míp sắc míp, míp. Mờ íp míp sắc míp, míp. Di úp giúp sắc giúp, giúp. Nhờ íp nhíp nặng nhịp, nhịp. Ngoài những tiếng này thì chúng ta sẽ lưu ý cho cô một số từ sau. Đó là từ nặng trịch. Bây giờ các con hãy cùng cô luyện đọc từ này. N ăn năng, nặng, nặng, nặng. Chờ ích trích nặng trịch, trịch, nặng trịch. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc thành tiếng sau khi đã luyện đọc các từ khó nhé. Chú heo đất của lớp. Lớp em có một chú heo đất béo múp míp. Mới về lớp 3 tháng, chú đã nặng trịch. Cô giáo giúp lớp đập heo,
góp cho phong trào trao góc học tập giúp bạn học tốt. Rồi cô bắt nhịp cho cả lớp hát bài Con heo đất vui nhộn. Bây giờ các con có thời gian 2 phút để luyện đọc bài Chú heo đất của lớp. Sau đó thì các con sẽ quay trở lại đây và cùng cô tìm hiểu nội dung của bài tập đọc này. Câu hỏi số 1 cô đưa ra cho các con, tên bài đọc là gì? Vậy ở đây chúng ta dễ dàng trả lời được, tên bài đọc là Chú heo đất của lớp. Câu hỏi số 2, các bạn nhỏ đập chú heo đất để làm gì? Vậy cô mời các con hãy lưu ý cho cô vào trong câu số 3. Cô giáo giúp lớp đập heo, góp cho phong trào, trao góc học tập giúp bạn học tốt. Vậy ở đây các bạn nhỏ đập chú heo đất để góp cho phong trào, trao góc học tập và giúp bạn học tốt. Câu hỏi số 3 dành cho chúng mình, lớp em có chú heo đất như vậy không? Vậy các con hãy chia sẻ cho cô biết, lớp các con có chú heo đất giống với câu chuyện của bạn nhỏ trong bài đọc này không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lần cuối bài đọc này nhé. Chú heo đất của lớp. Lớp em có một chú heo đất béo múp míp. Mới về lớp 3 tháng, chú heo đã nặng trịch. Cô giáo giúp lớp đập heo, góp cho phong trào, trao góc học tập, giúp bạn học tốt. Rồi cô bắt nhịp cho cả lớp hát bài Con heo đất vui nhộn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động cuối cùng, hoạt động mở rộng. Quan sát các con có thể thấy các bạn nhỏ đang cùng nhau vui múa ca hát. Bạn nhỏ ở trong bóng nói này thì cho chúng ta biết rằng bạn nhỏ đang nói câu lớp em sao mà vui ghê. Vậy bây giờ các con hãy tìm các bài hát nói về đặc biệt là các bài hát về chủ đề bạn bè, thầy cô ở trong nhà trường để vui hát và thư giãn cùng với các bạn trong lớp nhé. Các con thân mến, hoạt động mở rộng vừa rồi cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.